Chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 103. Ở bài toán này người ta cũng tiến hành hai thí nghiệm. Thí nghiệm số 1 là thí nghiệm đốt cháy để các em tìm được công thức và tìm được số mol tương ứng ban đầu. Không có gì khó khăn cả, thầy xử lý như sau. Đây là rượu, có số mol CO2, có số mol nước. Vậy thầy nghĩ đến quan hệ mol, lấy nước trừ CO2 ra rượu là 0,1. Xét trung bình của thầy tìm ra được bằng 2,5. Như vậy kết quả thầy có hai rượu tương ứng là C2H5OH và C3H7OH. Các em để ý hộ thầy là C trung bình của thầy là 2,5. Đó chính là trung bình cộng của 2 và 3. Vì thế số mol hai rượu lại bằng nhau và bằng 0,05 mol. Bởi vì tổng là 0,1. Để tính được hiệu suất phản ứng loại nước tạo ete thì thầy phải tìm được số mol rượu phản ứng. Như vậy gọi hai rượu này có số mol phản ứng là X và Y. Thầy phải tìm ra x và y là ok. Phương trình đầu tiên tìm x y đó là x cộng y bằng 0,015 nhân 2 là bằng 2 lần số mol của nước. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn khối lượng. Thầy có m rượu sẽ bằng m ete cộng với m nước. Giải phương trình các em tìm ra x bằng 0,02, y bằng 0,01. Như vậy các em lấy 0,02 chia 0,05 thì ra kết quả tương ứng là 40%. 0,01 chia 0,05 kết quả tương ứng là 20%. Vậy đáp án thì có đáp án A.